ghê, anh đang đi ăn vịt thương ai buồn thương. Đâu chị Thơm đi hát nhưng mà chị Thơm say quá không về được, gọi anh lên đón. Tối mai vụ gì đấy Linh Duyên ơi? Ok ok anh yêu à, em chào em, cảm ơn anh Trung Kê. Thỉnh thoảng đưa vợ đi đổi gió tí anh ạ. À? Ok anh Trung nhá, thì anh nhắn tin Zalo đi Linh Duyên à. Thôi nhá, chào tất cả anh em nhá, mình tạm